trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện cái công việc soạn thảo văn bản thì việc chèn các cái sơ đồ smart ấn, tức là các cái sơ đồ thông minh vào trong văn bản cũng giữ một cái vai trò khá quan trọng. Và trong nội dung này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chèn sơ đồ smart ấn vào trong văn bản. Trước hết thì tôi sẽ tạo ra đây một cái văn bản ngẫu nhiên gồm có 4 đoạn văn bản, và mỗi đoạn văn bản này nó có khoảng 5 dòng. Đấy thì tôi sẽ chèn một cái sơ đồ smart ấn vào giữa hai cái đoạn văn bản này. Để thực hiện công việc đó thì các bạn nhấn vào tab Insert và sau đó chọn ở đây là Smart Ấn. Microsoft cung cấp cho chúng ta khá nhiều các cái dạng sơ đồ Smart Ấn. Ở đây chúng ta có cái dạng danh sách là dạng list, tức là khi chúng ta cần một cái sơ đồ đó nào đó hiển thị dưới cái dạng danh sách thì chúng ta sẽ chọn là dạng list. Process nó thể hiện là một cái tiến trình nào đó. Còn cái phần cycle này thì nó thể hiện một cái chu kỳ, một cái chu kỳ nào đó. Chẳng hạn đây các bạn nhìn thấy các cái hình ảnh nó là các cái kiểu chu kỳ. Phần hierarchy này thì nó sẽ thể hiện cái biểu đồ phân cấp chức năng. Đấy. Thế còn cái phần relationship này nó thể hiện các cái mối quan hệ. Tức là khi chúng ta có các cái mối quan hệ nào đó thì chúng ta có thể sử dụng cái sơ đồ dạng relationship. Còn ở đây matrix thì có nghĩa là chúng ta sẽ đây là các cái ma trận đó. Pyramid thì biểu đồ sơ đồ dưới dạng kim tự tháp. Ở đây có phần picture, có nghĩa là chúng ta có thể đưa các cái hình ảnh vào trong sơ đồ. Ngoài ra thì Office cũng cung cấp một số các cái sơ đồ về văn phòng Office. Ở đây tôi sẽ lấy một cái kiểu phân cấp chức năng và tôi sẽ lấy một cái sơ đồ này chẳng hạn. Đấy, kích vào đây và sau đó là chúng ta nhấn OK. Như vậy là ở đây chúng ta có một cái sơ đồ smart ấn ở đây rồi, đúng không? Và khi mà chúng ta cần các cái text này thì chúng ta có thể nhấn vào đây, thì chúng ta kích ở đây chúng ta thấy là cái sơ đồ này nó chia thành 3 cấp, đúng không? Chẳng hạn đây tôi ghi đây là giám đốc này. Tiếp đó thì ở phía bên dưới này tôi ghi là đây là trưởng phòng này. Đấy, rồi khi các bạn ấn Enter thì lập tức nó sẽ sang một cái phân cấp tương tự như vậy. Và chúng ta ghi đây là chẳng hạn trưởng khoa này. Đấy. Tiếp đó thì chúng ta có thể nhấn cái phím xuống dưới để chúng ta ghi tiếp cái phần bên dưới này. Chẳng hạn đây là nhân viên này. Đấy, nhân viên này. Chẳng hạn như vậy thì chúng ta đã có một cái sơ đồ smart ấn kiểu như này rồi, đúng không? Và khi trong khi đó thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi cái dạng sơ đồ này sang dạng khác khi mà chúng ta chọn ở đây trong cái tab design này. Đấy thì chúng ta có thể chuyển nó sang dạng như này hoặc chuyển nó sang dạng như này. Ở đây chúng ta có thể chuyển dạng này thì chúng ta có thể cho các cái hình ảnh vào đây. Đúng không? Đấy rồi thì đây ở đây thì cũng lại có rất nhiều kiểu, ở đây thì các bạn có thể chuyển nó sang dạng kiểu như này. Đấy thì tùy theo cái tình huống mà chúng ta có thể chuyển đổi nó thành các cái dạng khác nhau. Đây chẳng hạn tôi chuyển sang cái dạng này. Sau khi mà thực hiện xong cái công việc là nhập dữ liệu vào rồi thì chúng ta có thể chuyển sang phần change color này. Thì chúng ta có thể chọn các cái kiểu dạng sơ đồ người ta đã cho sẵn các cái mẫu ở đây rồi, đúng không ạ? Chẳng hạn tôi chọn kiểu này. Được chưa? Như vậy chúng ta dễ dàng có được một cái kiểu sơ đồ và chúng ta có thể cho to nhỏ tùy ý. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn sang phần graphic này và chỉnh từng cái này một. Đấy, chẳng hạn như phần fill này tôi sẽ đổ cho nó cái màu khác, chẳng hạn tôi đổ màu này. Hai cái này nó giống nhau thì có thể nhấn giữ phím Ctrl và sau đó là chọn cả hai thằng này, sau đó là đổ cho nó cái màu khác. Đấy, chẳng hạn màu kiểu như này chẳng hạn. Đấy, còn ba cái thằng bên dưới này thì cũng có thể đổ cho nó cái màu khác. Đấy, tùy theo các bạn muốn cái màu nào thì chúng ta sẽ đổ cho nó cái màu khác. Đấy là chúng ta tự lựa chọn và có thể đổ màu. Tiếp đó thì các bạn có thể chọn các cái kiểu hiển thị. Ví dụ như là chương này thì chúng ta có thể chọn ra là cái kiểu nó là kiểu đấy vừa rồi tôi chọn là cái kiểu của nó là cái kiểu là chuyển sang dạng có bo tròn góc ấy, thì các bạn có thể chuyển những cái này sang dạng bo tròn góc. Đây những cái này cũng vậy, cũng có thể chuyển sang cái dạng khác, đúng không? Đấy thì tôi sẽ chuyển cái này sang nó dạng kiểu mà mép gấp như này chẳng hạn. Đấy thì ở trên này thì có thể chuyển sang cái dạng tròn này chẳng hạn,
Đấy thì đây là một cái sự tùy biến cũng rất là lớn, bởi vì là khi mà chúng ta cần thiết là phải tùy biến những cái này thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi nó để chúng ta có thể là làm sao cho nó phù hợp với cả các cái nội dung mà các bạn cần trình bày với các cái sơ đồ Smart Earth. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái phần Shape Outline hoặc Shape Effect, này cũng tương tự như kiểu phần Shape ấy, thì các bạn có thể điều chỉnh. Thì ở đây chẳng hạn như tôi sẽ chuyển sơ đồ sang dạng 3D như này. Đó. Đây tôi sẽ lấy kiểu dạng 3D này thì các bạn sẽ thấy cái hình ảnh 3D của nó. Đây cho nó lớn lên một chút để các bạn nhìn cho nó rõ. Như vậy qua đây để các bạn thấy là một cái sơ đồ Smart Earth thì cũng có rất nhiều các cái tùy biến khác nhau trong cái phần định dạng format cũng như là các cái phần thiết kế mà Microsoft đã cung cấp sẵn. Trên đây thì chúng tôi cũng đã vừa hướng dẫn các bạn về cách chèn một cái sơ đồ Smart Earth cũng như là một số cái phương pháp cơ bản để chúng ta có thể chỉnh sửa và định dạng sơ đồ Smart Earth. Bài giảng này chúng tôi cũng xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng tiếp theo.